Xin chào tất cả các chị em đã đến với kênh YouTube channel của Trang. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về một chủ đề mà Trang thấy rất nhiều chị em đang quan tâm, đó là vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ. Trước khi công khai những bức hình này thì thực sự là Trang vô cùng đắn đo suy nghĩ, bởi vì trước giờ thì xã hội chẳng mấy ai vạch áo cho người xem lưng. Nhưng sau một thời gian suy nghĩ thì Trang lại có một hướng tích cực hơn. Trang lại cảm thấy tự hào vì bản thân mình đã thực hiện hóa được ước mơ của mình, đã giúp bản thân mình tốt hơn, đẹp lên sau rất nhiều năm. Xem lại ảnh hồi đi học thì chắc đủ thấy ngày xưa mình xấu như thế nào rồi đúng không? Mắt một mí này, nhìn ngang trông khá là ác, mặt thì siêu nhiều mụn. Tiếc là ảnh cái hồi mặt mình nhiều mụn nhất thì mình lại không dám chụp ảnh, thế nên bây giờ không có nhiều tư liệu để cho mọi người xem. Trán cao, siêu rô, mũi thì tẹt, làm cho trán của mình trông càng rô hơn. Nhìn ngang thì mặt mình bị gãy, nên trước giờ mình chỉ dám chụp thẳng chứ không bao giờ dám chụp nghiêng. Lúc nào cũng ước mơ sẽ có góc nghiêng thần thánh giống các chị em vậy. Lông mày thì lởm chởm và không có đuôi. Vòng 1 thì phải gọi là siêu phẳng như sân bay vậy. Người ta lép là có ngực nhưng mà nhỏ, còn mình là phẳng lì, chuẩn LCD rồi. Ai đời nhìn cái ảnh xương sườn còn nhô hơn cả ngực, có khác gì con gái chưa dậy thì không? Khi Trang nói vì lý do lép quá nên mới phải đi nâng ngực thì có rất nhiều chị gàn và bảo là ôi giời chị cũng thế, lo gì đâu, lép thì độn. Nhưng mà đến lúc mà Trang khoe cái bức hình này lên thì ai cũng sốc và bảo ôi chị không nghĩ là mày lép thế đấy, thôi đi làm đi. Vâng. Mình là con bé mồ côi vòng 1 từ trong bụng mẹ đây. Ngày xưa ra đường lúc nào cũng phải mặc áo độ dày 3 đến 4 lớp ấy. Mùa hè thì những cái ngày mùa hè nóng đỉnh điểm thì thôi rồi, phải gọi là phát ngốt luôn. Nó khiến mình tự ti vô cùng. Và từ khi biết đến gym thì hồi đầu ấy, mình ngây thơ cực kỳ, cứ nghĩ là tập gì sẽ to được nấy, tập mà ngực sẽ to được ngực. Chứ vậy là mình lao vào tập như trâu như chó, chỉ với mong muốn là có thể cải thiện được phần nào vòng 1 giúp mình bớt tự ti hơn. Nhưng mà cuối cùng thì sau 3 năm mình mới ngộ ra cái chân lý, đúng là đời không như là mơ, càng tập càng teo. Nếu như mà các bạn xác định tập gym để giảm mỡ, để có một body săn chắc, thì chắc chắn là vòng 1 chỉ còn teo đi chứ không thể to lên được đâu. Và cũng may là ban đầu mình không có gì bức tường trường tồn rồi, thế nên là mình cũng cảm thấy không thất vọng cho lắm. Nhưng mà cũng thực sự là cũng nhờ có gym, nhờ tập gym đều đặn, nên là cái cơ ngực trên của mình cũng đầy đặn lên một chút, và cái cơ lưng xô của mình nó cũng nở rộng to ra, nên là khi mà chụp ảnh lên ý, trông cũng ảo ra gì phết đấy. Nhưng nhiều người cứ tưởng là mình có cơ. Và khi mà mình nói là mình không có ngực nên mới phải đi phẫu thuật thẩm mỹ thì không ai tin, cho đến khi mình dơ ảnh ra, bức ảnh vừa rồi, bức ảnh từ ban đầu đó, thì ai cũng sốc. Không có ngực thực sự là tự ti lắm luôn các bạn ạ. Ban đầu thì Trang cứ nghĩ, tự an ủi bản thân bằng cái suy nghĩ là thôi không có vòng 1 thì mình sẽ tập cho eo thon hơn, mông to hơn, đẹp hơn, cho dáng đẹp eo thon, thế là ok rồi. Và với cái suy nghĩ đấy thì mình suốt 5 năm trời mình lao vào tập luyện cày cuốc như một con điên, với một ước mong sẽ giúp cho cái body của mình được cải thiện hơn một chút, giúp cho mình được thoải mái hơn, bớt tự ti về cái ngoại hình của mình hơn. Nhưng cuối cùng đời vẫn lại không như là mơ. Sau 5 năm tập luyện, khi mà mình đã đạt được, mình đã có được một vòng eo con kiến 5-6-5-7cm, và bụng của mình lộ sọc rãnh rất là sexy, mông của mình thì to, đẹp, cao, nhờ săn. Nhưng mà mình nhận ra, lúc đấy thì mình mới nhận ra là dù cái body của bạn có đẹp đến đâu, có săn chắc đến đâu, cái công sức tập luyện bạn bỏ ra có nhiều đến đâu, mà không có vòng 1 thì trông tổng thể cả cơ thể của bạn trông vẫn như một con xì ke ốm đói, trông như một đứa trẻ con ấy, thực sự đấy. Còn có những bạn mà mặc dù là trông gầy này,
hay là có những bạn tức là trông rất là bình thường, chỉ mới tập gym một vài tháng thôi đó, hay là có những bạn mà cái lượng body fat còn thấp hơn cả mình, trông săn chắc hơn cả mình, nhưng mà chỉ cần có một chút đồi núi nhấp nhô thôi thì nhìn tổng thể cả cái body, cả cái cơ thể của các bạn trông đẹp mê ly long lanh luôn, phũ phàng thế đấy. Cuối cùng thì bao nhiêu công sức tập luyện của mình trong suốt 5 năm cũng bị phủ nhận hết chỉ bởi một từ lép. Có ai hiểu được cảm giác của con gái dù biết là chồng mình, người yêu mình rất yêu mình, thương mình, lúc nào cũng nói là yêu mình vì tâm hồn chứ không phải là vì ngoại hình, nhưng mà vẫn chạy lòng mỗi khi mà thấy các anh chàng buông lời tán khen một cô gái xinh xắn ba vòng nảy nở ở trên mạng Facebook, hay là mỗi khi bạn gặp ở ngoài đường. Đàn ông mà, trách sao được cái bản năng của họ. Nói chung ấy là còn rất rất nhiều những cản trở, những tình huống éo le, giờ khóc giờ cười khác sẽ xuất hiện trong cuộc sống chỉ khi mà các bạn không có ngoại hình. Xã hội này thực sự rất bất công. Chính vì vậy, sinh ra đã là con gái, dù bạn xấu bẩm sinh hay đẹp bẩm sinh, thì lúc nào trong tâm trí cũng phải luôn luôn không ngừng làm mình thay đổi, không ngừng làm mình đẹp lên mỗi ngày. Bởi vì thực sự là chỉ có người con gái đẹp mới được yêu thương mà thôi. Đừng có nghe những cái lời an ủi của mọi người xung quanh giả dạng như là thôi không có ngoại hình thì cố gắng học cho tốt, đi làm cho giỏi, kiếm tiền cho giỏi, hay là thôi không có, thôi ngoại hình quan trọng gì đâu, quan trọng là ở tâm hồn này nọ lọ trai, để rồi đến lúc mà khi bất công nó ập đến, lúc đấy các bạn thực sự là sẽ té ngửa, ngồi một chỗ mà khóc, rồi lại đóng cửa khóc một mình, rồi than thân trách phận này nọ bla bla. Trước khi là quyết định làm phẫu thuật thẩm mỹ thì Trang nghĩ là chị em sẽ phải chuẩn bị cho mình một tinh thần, một tâm lý thật là vững vàng, bởi vì chúng ta xác định một khi đã làm phẫu thuật thẩm mỹ rồi thì chúng ta sẽ phải đối mặt với rất rất nhiều các vấn đề nhức nhối, mà một trong những vấn đề to nhất, vấn đề đầu tiên đó chính là định kiến xã hội. Hiện nay thì ở Việt Nam mọi người vẫn đang coi chuyện phẫu thuật thẩm mỹ rất là xấu. Khi nhìn vào một cô gái vừa làm phẫu thuật thẩm mỹ xong thì mọi người sẽ hay xì xầm bàn tán rằng ui dạo, con này có cái gì đâu, ngày xưa xấu kinh khủng, bây giờ đập đi xây lại hết. Nhưng mà đối với Trang, việc một cô gái 24 tuổi tự lập, tự kiếm tiền bằng một cách chân chính, không hề phạm pháp, tự chi trả cho việc phẫu thuật thẩm mỹ để giúp bản thân mình tốt hơn, giúp bản thân mình đẹp lên, khắc phục được những nhược điểm mà Trang vô cùng tự ti trong suốt mười mấy năm vừa qua, thì đó là một việc đáng tự hào chứ không có gì phải xấu hổ cả. Vấn đề to lớn thứ hai mà chắc chắn tất cả chúng ta sẽ đều gặp phải đó là sự cấm cản của phụ huynh, của gia đình. Việc mà bố mẹ chúng ta không thích hay là cấm cản chúng ta làm phẫu thuật thẩm mỹ, đó cũng chính là một trong những hệ quả của định kiến xã hội ngày hôm nay. Nhưng mà Trang nghĩ rằng nếu như mà chúng ta đủ trưởng thành, đủ chín chắn, đủ khả năng tự lập về tài chính, đủ khả năng quyết định cuộc sống của bản thân mình, thì cái vấn đề đó chắc nghĩ là sẽ không còn là một vấn đề trở ngại quá lớn nữa. Các bạn nên nhẹ nhàng ngồi xuống giải thích cho bố mẹ hiểu rằng các bạn đã tìm hiểu rất kỹ các kiến thức về phẫu thuật thẩm mỹ, và chúng ta sẽ phải phân tích cho bố mẹ thấy rằng thẩm mỹ ngày nay nó an toàn như thế nào, và các bạn phải phân tích được cho bố mẹ thấy độ an toàn, tin cậy của bác sĩ nơi mà các bạn sẽ làm. Thì lúc đó mình nghĩ là bố mẹ chúng ta sẽ chắc chắn là sẽ không ủng hộ hai chân hai tay đồng ý hoàn toàn đâu, nhưng mà bố mẹ cũng sẽ xuôi lòng hơn. Vấn đề thứ ba mà mình nghĩ còn đáng sợ hơn cả sự cấm cản từ phụ huynh, đấy chính là rào cản từ người yêu hay chồng. Và Trang cũng vấp phải cái vấn đề này một cách hết sức là gay gắt. Ban đầu khi biết mình có ý định làm phẫu thuật thẩm mỹ thì người yêu mình không tán thành, và mỗi khi mà mình nhắc đến cái chuyện này thì anh ấy phản ứng rất là gay gắt và có tỏ thái độ nữa, và có nhiều lúc thì đánh trống lảng sang chuyện khác. Ban đầu thì chúng mình cãi nhau rất là nhiều về vấn đề này, bởi vì mỗi khi mình nói thì anh không hề lắng nghe, và
đánh sang chuyện khác luôn. Nhưng mãi cho đến về sau, khi mà mình biết được lý do, không phải là vì anh ấy ghét những cô gái phẫu thuật thẩm mỹ, không phải vì anh ấy ghét sự giả dối những thứ nhân tạo, mà lý do là bởi vì anh thương mình, anh thương người yêu, anh sợ người yêu bị đau, sợ người yêu chịu khổ, nên là anh mới phản ứng như vậy. Khi mà biết được cái lý do ấy thì thực sự là mình rất là xúc động, và mình có đôi phần cảm thấy có lỗi, cảm thấy bản thân mình quá là ích kỷ. Và về sau đó thì mình không còn nhõng nhẽo đòi hỏi, hay là không còn chúng mình không còn cãi nhau mỗi khi mà nhắc đến cái vấn đề đấy nữa. Thay vì việc đó thì mình lại âm thầm mình tìm hiểu thật nhiều nguồn kiến thức, các trang kiến thức khoa học, rồi các trang của các cái bệnh viện thẩm mỹ, rồi mình đọc review của những bậc tiền bối đi trước, những chị em đã làm, đã thành công và đã đẹp. Mình âm thầm mình gửi cho anh ấy xem, và dần dần mưa dầm thấm lâu thì anh ấy lại thay đổi suy nghĩ, thay đổi định kiến, và anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất ủng hộ mình hoàn toàn, ủng hộ hai chân hai tay luôn. Và sau đó thì anh trở thành người đồng hành cùng mình trên con đường phẫu thuật thẩm mỹ. Anh là người duy nhất chăm sóc mình sau hậu phẫu, nhắc nhở mình uống thuốc, kiêng khem, rồi nói chung là chăm mình cẩn thận hơn cả bác sĩ, cẩn thận hơn cả bố mẹ mình luôn ấy. Đó là lý do của người yêu mình. Còn không biết các chàng trai đang suy nghĩ như thế nào, nhưng dù là lý do cao thượng, sợ người yêu mình đau, sợ người yêu mình phải chịu khổ, hay là những lý do xuất phát từ sự ích kỷ của bản thân, sợ người yêu mình đẹp lên sẽ dễ mất người yêu hơn, thì cũng hãy một lần đặt mình vào hoàn cảnh của người yêu, của vợ mình các anh nhé. Hãy thử một lần đặt mình vào hoàn cảnh của các chị em khi ra đường lúc nào cũng phải khép nép, tự ti xấu hổ vì bị bạn bè trêu là hai lưng, là lép, là cau điếc. Hay hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người yêu, của vợ khi đang rất muốn được diện một chiếc đầm đẹp, quyến rũ, sexy, nhưng cuối cùng lại phải đặt xuống vì không mặc được, vì bởi vì thiếu mất đi vòng một. Hay các anh hãy thử một lần biến mình thành con gái và hãy hiểu cảm giác đang gặp nhấm tâm hồn họ hàng ngày, những nỗi sợ hãi, sự tự ti, và lúc nào cũng sợ không thành công, làm gì cũng sợ không thành công chỉ vì thiếu mất đi ngoại hình. Tất nhiên thì mình cũng chỉ tán thành đối với những trường hợp quá xấu và cần phải cải thiện giống như mình thôi. Còn đối với các trường hợp chị em bị nghiện phẫu thuật thẩm mỹ hay là làm lợn lành thành lợn què thì chắc chắn là mình cũng phản đối kịch liệt rồi. Vấn đề tiếp theo mà Trang thấy rất nhiều chị em lo lắng và dành nhiều thời gian cho nó nhất, đấy chính là nỗi lo làm xong lỡ không đẹp thì sao. Các bạn ạ, làm phẫu thuật thẩm mỹ nó cũng giống như nghệ thuật vậy, mà trong nghệ thuật thì không có xấu hay đẹp. Đối với người này như vậy là xấu, nhưng đối với người kia thì như thế là đẹp, là đủ rồi. Chính vì vậy Trang khuyên mọi người trước khi xác định, trước khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ một bộ phận nào đó trên cơ thể, thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu thật kỹ các cái dáng của bộ phận đó trước đã, để xem mình thích dáng nào, và sau đó chúng ta sẽ đến gặp bác sĩ thăm khám và trao đổi với bác sĩ về cái sở thích, cái ví dụ như là dáng mũi hay dáng ngực mà mình thích. Sau đó thì bác sĩ sẽ dựa trên tình trạng cơ thể của các bạn mà đưa ra cái lời khuyên cho nó phù hợp, chứ không phải là thích cứ thích, cứ muốn là làm được. Ví dụ như Trang này, khi Trang làm mũi thì Trang cực kỳ thích làm mũi cao và tây, đầu mũi dài và bay. Nhưng mà đến lúc đến thăm khám thì bác sĩ có kiểm tra, phân tích, thì bác sĩ có nói là cái da mũi của mình cực kỳ mỏng. Vậy nên nếu như mà làm quá cao thì nó sẽ dễ gây hậu quả về sau, ví dụ như là bị thủng đầu mũi hay là sẽ bị lộ sống mũi, nói chung là không an toàn. Chính vì vậy là bác sĩ đã hướng mình sang một cái dáng mũi khác mà vẫn đảm bảo, tức là kết hợp giữa độ an toàn và cái sở thích của mình.
Nói chung thì một khi đã làm phẫu thuật thẩm mỹ thì chúng ta phải xác định là sẽ tốn kém và phải đánh đổi. Chính vì vậy là phải tìm hiểu thật kỹ trước khi làm, và khi một khi đã làm xong rồi thì đừng hối hận, tránh để ảnh hưởng xấu đến tâm lý làm xong rồi lại muốn sửa. Thứ nhất là sửa lại bao giờ cũng sẽ tốn kém gấp 2 đến 3 lần so với chúng ta làm mới lần đầu tiên, và chưa kể là sửa đi sửa lại, biết đâu lợn lành lại còn thành lợn què. Chính vì vậy là làm xong rồi đừng có hối hận, mà nếu chỉ trừ khi là làm nhưng mà bị hỏng thì lúc đấy các bạn hãy sửa nhé. Nói chung ấy là thanh xuân này ngắn lắm, mỗi người chúng ta chỉ được sống một lần mà thôi. Vì vậy, một khi đã sinh ra là con gái thì phải không ngừng làm đẹp, phải đẹp lồng lộn, đẹp nghiêng nước nghiêng thành vào. Bởi vì xã hội này cực kỳ bất công, và chỉ có người con gái đẹp mới được yêu thương mà thôi. Con gái ấy, lười gì cũng được, nhưng mà lười làm đẹp thì là cái tội lớn đấy. Ok, vậy là phần chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Ở video sau thì Trang sẽ chia sẻ kỹ hơn, chi tiết hơn về những kinh nghiệm của mình trong quá trình làm mũi và làm ngực nhé. Nếu như mà các bạn quan tâm đến vấn đề này thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và share nhiệt tình nhé. À, đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn nút chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.